Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Gia Trang nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ mình làm pin cho các bạn xem nha. Thì mình đã hàng vô hết một mớ rồi các bạn. Thì cái súng pin của mình nó có 6 cục các bạn. Gồm có 6 cục nha. Thì nó hư hết 3 cục rồi. Mình sạc không vô luôn rồi nó nghe cái chạch trong đó. Rồi hư hết 3 cục rồi. Không phải là nó nhảy mặt chip ở trong cái cục pin nha các bạn. Còn cục này nó còn đỡ đỡ nè. Thì cục này để coi mình cứu lại được, mình xài mấy cái đồ pin nhẹ. Thì mình mới đi ra mình mua 3 cục mới nữa các bạn. Nè mình hàng nữa nè. Thì mình câu đúp á các bạn. Cộng trừ theo trừ nè, mình câu đúp đầu vô. Câu đúp đầu vô trừ theo trừ cộng theo cộng. Mình đưa ra vậy mình xài cái súng pin mình nó mới mới lâu hết pin nha các bạn. Còn ví dụ như mình nói ba cục vô vòng, ba cục vô vòng thì nó cách không có im, nó có đủ ampe. Này là nó sạc vô cho đều, gạch ra cho đều luôn á, cũng như là mình xài ra cho đều luôn á. Rồi mình làm các bạn, để cái súng pin nhà mình xài mà nó bị hư pin nữa bạn, nó còn ba cục vẫn xài được nha, nhưng mà nó không có mạnh các bạn ơi, nên thử ra mình mới mới làm ba cục khác. Rồi mình không có cái máy bấm pin á. Không có máy hàn xe pin đó, mình hàn bằng mỏ hàn của mình, có mỏ hàn này có 80 độ à, không có đủ các bạn ơi, hàn không có đủ nên mình dùng cái cây khò các bạn, mình dùng cây khò mình hè khò vô cái mỏ hàn ăn mình hàn cho nó đủ độ nóng nha các bạn. Này mình hàn này mình đang hàn cặp đó nè các bạn, như cái nào nó đủ độ nóng thì mình không có khò nha, còn nó đủ độ nóng thì mình khò, không đủ độ nóng mình mới khò chứ chứ hàng mà để cái âm độ nóng nhiều quá nó sẽ hư pin nha các bạn. Thì mình sửa quạt quanh năm suốt tháng á, thì một năm mình có thể mình thay pin một lần đến hai lần nha các bạn, biết sao nó hư. Mình xài nhiều lắm, tối ngày mình đi sửa có khi mình sửa tới 6-7 cây, 8-9 cây, 9-10 cây cũng có, ngày nào mình cũng sửa gì hết trơn các bạn. Chung ra thợ sửa thì cái giá đó là mình làm trung bình, có bữa mình sửa mười mấy cây cũng chừng 12-13 cây, còn 8-9 cây, 5-7 cây, 5-7 cây là nó trung bình luôn á. Bên bên phía bên đây để mình hàn cho nó ăn nha, tại vì mỏ hàn này nó âm vô dưới lại giờ này điện nó yếu các bạn, nó không có đủ nhiệt nóng, nãy giờ mình khè nó nóng này đó. Nóng cái mình để vô cho nó nhanh, nếu không thôi nó nóng quá nó hư pin. Còn bên đây cái nữa nè các bạn, mình hàn cặp vô cái súng của mình á, thì thôi súng này á, thường thường nó có nó xài pin nghĩa địa của nó thì nó nhiều cục lắm, nhiều cục nó nhỏ. Còn cái này qua mình, nếu mà lúc trước ông bạn ổng không xài cái súng này nè, ông bạn ông anh đồng đạo ổng xài cái súng này mà nó chế nó bán cho ổng là có 3 cục pin nè, 3 cục pin đỏ này nha các bạn. Rồi mình chia sẻ các bạn, cái pin này mình mua tại chỗ chợ mình ở Long Xuyên mình luôn nha, An Giang mình luôn nha, là cái pin này là một cặp 50 ngàn các bạn, cục 25 ngàn á. Còn cái pin xanh này á, thì nó hơi mắc hơn, 35 ngàn cục, 38 ngàn cục gì đó, lúc đó mình chia lợi của thằng em mình. Còn nếu mà mình mua trên mạng mình ship về á, thì tốn thêm tiền ship nữa các bạn, nên thôi đi đi ra ngoài chợ mua luôn cho rồi xài cũng thời gian nè các bạn ơi. Cái pin đỏ này xài nó không có bền không nha các bạn, không xài mà không bền bằng pin cái pin xanh đó nha. Pin xanh này mình xài cũng lâu lắm rồi đó, mà nói chung là cái nào cũng tuổi thọ nó nửa năm à, không có lâu không. Đó đưa vô cái xèo khỏi, hồi nãy giờ mình khè nó nhiều quá, bây giờ đủ độ nóng mình xài à. Mình nối dây dẫn gì nó đỡ lùm xùm dây hơn. Mới đầu mình câu chuyện ba cục vô 12V, ba cục vô 12V,
thì nó dẫn ra hai đường dây, nó xài nó bên nó chết một bên còn một bên yếu xìu à, nhìn xài gì cũng được, nói chung ra cái nào thì nó chết một cục là nó vẫn yếu nghe các bạn. Cây súng mà mình câu gì nè nó chết trong 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 khi đó nó chết một cục còn á, thì nó yếu lên xìu lại cây phang mình biết liền nha, cây súng mình xài biết à. Nói chung ra mình xài đồ thì mình phải biết sửa đồ hoặc là thay chút đỉnh rồi các bạn, nên nó đỡ mất công ấy, không tốn kém thợ thầy rồi đó, mình cũng là thợ hay là tay ngang cũng vậy, mình xài đồ mình biết sửa sang hay hoặc là thay thế nó đỡ lắm, còn ví dụ như mình xài mà mình không có biết sửa sang thay thế thì nó hơi tốn kém về mặt thợ thầy nha. Cũng trừ mình dây cho đúng cái chiều dây vô nè, cái này mình phét á, phét nó mới 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 ra được gì các bạn. Còn cái dây nhỏ nằm dưới này là dây sạc nè, rất sạc mà mình sạc mình xài cục 12, cục sạc 12V6 nha các bạn. Cái dây này nó dẫn qua đây, mình xài cái gì là nó nằm trên đầu rồi, cho nó nằm dưới mới được các bạn ơi, nằm ở trên đầu thì dây nó ép nó cái lò xo cái ấy nó ép vô mới trái vậy chưa bên đây. Các bạn xem thấy kênh nên thời trai có hay hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Đó. Mình làm sao đừng cho nó vô thiệt, nhưng mình làm sao đừng có cho nó đụng cái này dây dư rồi nè các bạn. Dư rồi nè, mình phải làm sao mình cắt bớt nha. Cắt bớt hàng bớt lại. Chứ không có để gì cái nó dư nó đùng quá. Chắc ngang này. Cắt bớt cái gì? Chịu khó một chút các bạn ơi. Mình giờ chân nó luôn đi cho nó đúng chiều luôn. Giờ chân xuống đây mình đưa pin qua là đúng chiều luôn. Chấm mỏ hàng vô sao mà cho nó chảy chì liền á thì nó không có tổn pin nha. Còn ví dụ mình chấm mà nó chậm chảy là tổn pin lắm. Gì mà đúng các bạn. Để qua lại. Môi mình môi ở đây nè, mình cái học này á mình để vô không có vừa 6 cục pin. Một lần mình sẽ móc các bạn, móc nè, đó thấy không, móc như gì mới để được sát pin nha. Rồi mình cho cái lò xo này vô, đâu cái lò xo rồi, cái than ở đây có bán, ở An Giang mình nó có bán than bót, than bót với than Makita, mà than Makita nó dẹp. Còn nếu mà mình của mình nó bị hư cũng có lúc hết than các bạn, mình mua than đề các bạn. Mình mua than đề đề kia về mình cắt ra, cắt ra mình xài à. Cái này vẫn nhận lấy ra lấy vô được bình thường nha các bạn.
chủ yếu là cái mấy cái chỗ này nè, đừng có cho nó chạy cục pin tới, nó sẽ cắn, nó cắn vô cái gắt sạc, mình canh nó lại, canh chỗ này lớn chút. Còn cặp pin này còn lại thì mình cắm vô đây, bên đây thì mình để mình chìm luôn các bạn ơi. Lúc trước mình không chìm, giờ mình chìm luôn. Đó, chìm gì sơ sơ đừng cho chạy. Dây này dư không thành vấn đề nha. Đó, mình cứ để gì nè các bạn, cho nó vô, sắp xếp cái dây này cho nó đừng có va chạm đâu hết, đúng theo cộng, nó cộng chữ thứ trừ, mà trên đây là nó không có va chạm trên đây nha, trên đây dưới người ta đắp hết trơn rồi, cái lỗ đắp trơn rồi. Đó, nó phục vô các bạn, này thấy không? Mình dặn gì nè, vô trên sáu phục rồi đấy ha. Rồi mình test cái pin sạc vô thử cho các bạn xem nha. Nó sạc vô là mình ghim cái lỗ này nè. Đó, ghim sạc vô đèn đỏ nha các bạn. Đó. Khi nó đầy nó báo đèn xanh. Đó. Rồi mình vừa ghim vừa sạc các bạn. Nè thấy không? Vừa sạc vừa làm luôn. Chung cái này mình dặn đè cố định cũng không có gì hết, bình thường không va chạm gì hết nha các bạn. Hôm qua mình cũng bắt ốc bình thường vậy, tự nhiên cái nó xìu các bạn, tự nhiên cái nó xìu, cái tự nhiên cái nó hết pin. Mà mình xài ngày hôm qua là mình xài 4 ngày rồi đó, 4 ngày mà mình không sạc các bạn, mình thử ra tự nhiên cái nó gì mình tưởng nó hết pin, về mình sạc, mình ghi mình sạc chút xíu nghe, cái chặt nó vô đó, thấy không, mình thẻo chút xíu vô khuôn khổ luôn, 6 cục pin nha các bạn, 6 cục á, 3 cục mình xài không có đủ ampere nha các bạn, nó vẫn xài được bình thường, vẫn bắn mạnh luôn, vẫn xài lâu hết pin luôn, 2 ngày mới sạc một lần. Nhưng mà nếu mà 6 cục á, mình dặn im lắm, mình dặn nó rất là mạnh, cái tốc độ nó có đủ cái dòng xả của nó các bạn. Cái pin chợ này nó bán, pin chợ này nó bán 25.000 cục mà mình xài cũng được, khỏi tiền ship. Cái dòng xả này nó chắc có 10 ampere các bạn ơi, 10 ampere, 15 ampere. Ờ, cái mấy cục khè, cái khè mình chế lại nè các bạn, cái này là cái nắp của cái gomine nước á, bằng 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 nhôm á, mình mới làm lại, mình cho nó thọt cái đầu vô đây nè, mình mổ cái lỗ đừng cho nó khè được, thấy không? Ngon lành cứng khừ luôn nè. Cái cây này là cái cây mình mua bị lỗi nè các bạn, nó dặn, nó hơi cọ cọ này, mình lấy đồ mình cắt luôn. Cây này mình mua 40.000 nữa các bạn, cây khè lỗi nè. Thì sẵn mình mổ đây, mình xiết vô bóp này nè, lấy ăn gian thịt đây nè, bóp vô cho cứng luôn, mình xài được, có hơn không các bạn ơi. Rồi cái này thì đang sạc các bạn nè. Rồi bây giờ mình đóng vô, mình đóng vô cái súng của mình nha, mình đóng mạnh vô đó, vô đó, nó vô cái bọc là vô, lại vô cái này luôn nữa mà. Mình thử nha. Đó, bây giờ mình lấy ra nè, rút ra nè. Đó, các bạn thấy nó giật cái tay không? Là các bạn biết mạnh cỡ nào rồi, thấy không? Rồi, cho các bạn xem mình bắn nè.
bắn thử cái dít mình nè. Bắn nửa bể luôn á. Dít này dài lắm nha các bạn. Thấy không? Ngon lành rồi các bạn. Mình sạc nha, chút nữa cho nó đầy luôn nha các bạn. Pin mới nó vẫn ấy nha. Pin của mình cũng chưa đầy nữa. Nguyên ngày nay mình xài rồi. Ghim nữa các bạn. Đèn đỏ thấy không? Đó. Rút ra thì đèn xanh mà mình ghim mình sạc đèn đỏ mà khi mà nó đầy nó tự nhảy đèn xanh nha các bạn. Rồi để nó sạc. 3 cục pin 75.000 các bạn. Nè một cặp nó bán mình 50k nha. 50k cái nhãn hiệu còn nữa nha các bạn. Bay này. Là 50 nè. Đó 50 đó, 50 nè. Mình mua 3 cục 75.000. Cái dòng pin này nè các bạn. Cái dòng pin này xài cũng ngon lắm nha, 15C. Dòng pin này nè, xài cũng im lắm á. Còn cái dòng pin đỏ mình mới mua đó ha là không bằng nha. Nhưng mà vẫn mua xài chứ sao giờ. Nếu mà đi mình đi đi lên mạng mình mua thì nó tốn kém tới mấy ngày nó mới gửi về cho mình mà mất công quá các bạn ơi. Thôi mình mua vậy mình làm cho nó mau đặng mình có mình đi mặn các bạn. Đây với lại còn bạc pin biết nó chết giờ nào rồi nữa chừng mình dặn tay chết luôn á. Nhiều khi mối đem ra mấy cây quạt sửa dặn tay chết luôn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha các bạn. Có gì hay mình chia sẻ cho các bạn xem. Thì tại vì mình cái này mình làm trước nên thời gian nó ít nha các bạn. Rồi, các bạn thấy mà kênh của anh Thợ Ve Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.